Hello, mình là Trạm Bạc Mà. Và chào mừng em đã quay trở lại với Exhibits of Sorrows. Hôm nay hãy cùng tôi đến cuộc triển lãm của Vũ Chú Hề để xem có gì khám phá không anh em nha. Ok, play game. Welcome. Instruction. Ở đây nó có hướng dẫn cho mình đây này. Nhiệm vụ của mình là phải đi tìm những cái chìa khóa màu vàng ở trong khu triển lãm này. Hãy thể hiện cái sự tôn trọng ở đây, không được phá hoại đồ đạc, và phải nhớ là phải dọn dẹp trước khi mình đi về. Trong trường hợp bị mất điện thì đèn khẩn cấp nó nằm ở gần cái cửa ra vào, cái cửa exit anh em. Have fun and enjoy. Ok. Ủa, có bức tranh hề anh em. À, mình đi qua đây được. Cái này là chỗ cái điện khẩn cấp nè anh em. Nếu như mà cúp điện mình ra đây mình bật nè. À, nó nói tôi giờ nó nói với tôi là bây giờ đèn nó còn tốt lắm, không cần phải đụng vô. Về được không? Bạn mới đến thôi mà, tại sao lại không nhìn xung quanh đi? Ây da. Chết rồi, mới vừa vô đi phá hoại anh em ơi. Nó nói với tôi là không được được phá đồ. Thôi chứ. Sao mặt con hề này ghê vậy? Thôi đi qua đây anh em ơi. Mới vô đi đập đồ nhà người ta rồi. Đây là Mr. Floaty. Floaty à? Nghe giống bay bổng quá anh em. À, nó bay thật anh em ơi. Cái này giống như mình bơm hơi. Bơm bong bóng lên. À, một chìa khóa vàng. Trời ơi, hề còn đi tắm. Cái này nó đang mặc đồ phải không nè? Mặc đồ bộ màu da ấy. Với dài với hương quá. Người ta đang tắm mà con dịch nó còn dởm gì anh em. Ngộ quá. Mr. Washi. Tức là chú Hề rất là thích tắm rửa ấy phải. Ê, treo cái hình bồn tắm. À, mình kéo này để cho nước chảy xuống. À, ông mát quá, ông sướng. Ông cho mình chìa khóa màu vàng. Qua tiếp luôn. Sao Hề này nhìn hơi dị dị nha. À, bấm vô cái lỗ mũi ra chìa khóa em ơi. Qua đây chứ. Hình như nó mới cười với tôi hay sao ấy. Một chú hề tên là Handy. Tay bự dữ vậy. Ôi, bàn tay chỉ có bốn ngón anh em ơi. Trời ơi, cười với hương á ta. Tăng 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 tăng. Ủa sao game này dễ vậy? Con vậy thôi hả? Mình vô chơi với mấy chú hề nè. Miss tức là cô gái này có thể giãn anh em. Stress là giãn á. Đó, 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 đó. Sướng không? Trời ơi, con bắt cười rồi. À, để tới đây rồi. Ủa? Lên. Đó. Cho mình cái chìa khóa. Rồi, đi qua đây tiếp. Cái hình nó to hơn rồi nha anh em. Bấm vô lỗ mũi đó. Trời ơi, cười. Răng gì sao nhiều vậy hả? Bàn tay mấy anh hề này có bốn ngón anh em ơi, lạ quá ha. Cười từ từ thôi. Jack in the box. À, Jack nằm ở trong cái hộp. Tăng 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 tăng. À, hề này tên Jack anh em. Ủa, chưa kéo hết mà mới kéo được con đoạn à. Giờ qua tiếp đúng không? Rồi. Trời ơi, sao càng ngày càng bự vậy? Nó dữ, nó hù mình á. Răng gì lởm chởm nhờ. À, cái chìa khóa mới. Trời ơi. Làm giật mình. Rồi, cúp điện anh em ơi. Cúp điện rồi. Anh Hề này anh chạy ra ngoài hay sao ấy. Tối quá, tôi không đi được. Tôi đã thoát khỏi đây. Unturn the handle. À, mình sẽ xoay ngược lại cái này. Cái hộp quà. Hình dấu chấm hỏi. Một con hút cắt gỗ. Xoay ngược lại anh em ơi.
Ui sao nhạc nghe nghe kỳ quá. Căn phòng đã được dọn dẹp rồi. À lúc nãy nó hướng dẫn tôi, trước khi mình ra ngoài thì mình phải dọn dẹp nha anh em. Thế chủ cái ánh mắt gì kìa. Anh em thấy cái ánh mắt màu trắng không? Nó không cho tôi quay lại. Đây là Miss Trax đây, đang nắm tay. Mấy cái hình này chắc chắn phải ẩn dụ cái gì đấy. Giờ kéo xuống hả? Ok, căn phòng đã được dọn dẹp. Tức là mình đi vô chơi anh em, mình phá, mình quậy ấy, thì mình phải để lại cái hiện trường để y như cũ. 8, 7, 6, 5. Tôi không hiểu con số đó là cái gì. Rồi bây giờ không cho này tắm nữa nè. Không có gì tốt hơn bằng việc dọn dẹp sạch sẽ. Rồi cúp nước, không cho tắm nữa. Rồi hạ anh này xuống luôn. Ngủ luôn rồi, ảnh luôn ngủ luôn rồi. Ý, anh em thấy cái gì đen đen ngay trước mặt cái thằng bé này không? Nó làm nhanh quá. Đi ra mở công tắc điện. Ui, hai thằng Hề đi đâu rồi? Lúc nãy có anh Hề ở đây với cái bông rồi này. Biến mất tiêu rồi. Tôi ra mở cái nguồn điện anh em ơi. Anh nè. Rồi, đi về. Hả? Ui ơi. Không cho tôi về. Không được mở cửa ra. À, nãy tôi làm bể nó nè. Mr. Bloaty. Sao giờ đèn mở hay sao? Giờ nó nhốt mình bắt mình chơi nữa hả? Ui không anh em ơi. Tôi bơm không có hạn định luôn. Như thế này chết vô hệ rồi. Đó. Ây da. Cái này là phổi anh em. Phổi của thằng nhóc ở đây. Rồi nó nhốt mình, nó không cho mình về. Cái mình bị ức chế anh em. Mình chơi mình phá nát cái khu triển lãm này luôn. Trời ơi vậy tội mấy chú Hề quá. Ngồi sao anh. Bây giờ cho anh tắm rồi coi như nhiều nước. Anh chết đuối hả? Ôi tội anh quá. Ôi cái ống nó gãy rồi. Nó đơ lắm rồi. Đó. Ê. Ây da. Ôi mặt méo rồi kìa. Xuống đó nè. Ôi. Rồi đi luôn rồi em ơi. Nó chảy ra một cái nước gì đen hùi lùi à. Con vịt nó quay mặt đi luôn. Oh my. Rồi tới Peter Handy. Mình sẽ làm gì nha. Tụ muốn đâu nha. Do thằng làm game ấy. Trời ơi bé gãy. Gãy tay người ta luôn rồi kìa. Trời ơi cái mặt kìa. Bà đang chịu đau ấy. Mr. Handy chịu đau đớn đấy. Xin lỗi nha. Cội thêm cái nữa. À. Rồi xong. Gãy luôn rồi nè. Nhưng mà tại sao máu màu đen vậy? Ôi Miss Jack ơi, Miss giãn tay của tôi ơi. Rồi để lên đây phải không? Ủa? Ê, bây giờ phải kéo tới đây lận. Ê chơi ác quá à, đứt tay nhỏ đấy. Nói. Khoan từ. Nó ép tôi rồi anh em ơi. Anh em chờ tôi xíu. Tôi phải giữ con chuột luôn. Ôi không không. Giãn lắm rồi đấy.
xíu nữa rồi đi luôn. Đây nè anh em, có cái hình là tra tấn bả nè, nhìn bả khóc nè. Ủa sao này em có gì vậy? À cái bình bông, cái bình bông ở trong cái bức tranh ấy nó biến mất rồi anh em. Mà sao chạy ra đây vậy? Lại cái bình bông ở này. Ôi, bông đã bắt đầu héo úa rồi. Bông màu tím là coi như tượng trưng một cái sự buồn bã anh em, một cái nỗi buồn sâu lắng anh em. Ai mà thích màu tím là người nó có nhiều suy tư lắm, rất thích hoài niệm, cho nên sẽ là gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống lắm. Chú Huệ Jack này đúng không? Tăng 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 tăng. Ha ha. Rồi say nữa nè. Nó hóa thành nhện rồi. Nó tự say luôn. Ào, lại canh hề gì gì lúc nãy này. Một cái chìa khóa. Rồi giờ cho mình đi về chưa? Mình phá hết mấy anh hề ở đây rồi. Về được anh em ơi, cho về rồi. Ơ, bye bye. Ok, vậy là game sẽ kết thúc tại đây rồi anh em ạ. Thank you for playing. Vậy xem ra là cái thằng hề màu xanh ấy nó ép mình coi như phải hủy hoại tất cả những cái chú hề khác ở trong cái khu triển lãm ấy. Rất là ác anh em ạ. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc anh em có một ngày tốt lành. See ya.